Mấy người. Rồi, Thành Nguyên chào anh hả? Chào, anh chào vợ chồng Thành Nguyên. Yeah. Chào các khán giả trong và ngoài nước. Yeah. Anh tên là Nguyễn Văn Đan. Yeah. Quê quán thì ở ngoài Nam Định nhưng mà anh ở trên quận 9 Thủ Đức. Yeah. Hoàn cảnh của anh là vợ đã mất từ hồi 2015. Yeah. Hiện nay là anh đang ở độc thân có một mình. Yeah. Vâng. Có 6 người con. Vâng. 5 gái, 1 trai. À. 5 gái, 1 trai. Vậy. Dạ. Anh là anh Nguyễn Văn Đan ạ. Vâng, Nguyễn Văn Đan. Dạ. Anh Đan năm nay bao nhiêu anh ạ? Anh sinh 1963. Tình cảm hôn nhân của anh Đan là như nào? Tình cảm của anh là vợ mất từ năm 2015. 2015. Vâng. Rồi khoảng thời gian đó đến nay anh có tìm hiểu thêm ai không? Nó anh thì anh có hoàn cảnh của anh là anh bố ốm chết là anh nuôi bố xong là lễ đến vợ ốm xong là lại đến cũng chết được 3 năm thì 3 năm sau mẹ đẻ của anh lại chết tiếp. Ôi giời. Nên là anh ở ngoài anh tính anh về ở với vợ ở với mẹ thì mẹ thì là thương mẹ thì là ở với mẹ. Vậy đến lúc mẹ chết là bị bơ vơ là 4 năm nữa rồi. Vâng. Mẹ, còn vợ thì mất 8 năm này. Còn hoàn cảnh của anh thì con thì 3 đứa ở nước ngoài. Dạ. Một đứa ở Sài Gòn, một đứa Bảo Lộc, một thằng con trai thì năm nay là chưa có gia đình. À. Cháu 31 rồi. Dạ. Rồi khoảng thời gian qua thì anh biết đến kênh của Thành Nguyên được lâu chưa? Anh biết lâu lắm rồi, anh biết là trước dịch. Ôi dạ. Anh định anh vào anh cứ xem kênh Thành Nguyên cho nên dịch cái này anh đi được 2 năm. Yeah. Đến cái đầu năm vừa rồi là anh điện cho Thành Nguyên mấy lần ấy mà anh cũng thứ nhất là bận công việc của anh làm ăn rồi là anh cũng nắm việc quá rồi rắn mãi anh cái tháng vừa rồi anh điện cho mấy lần em anh biết là sắp thử sửa Noel này này em cũng bận. Yeah. Nên là anh điện cho em tuần trước anh điện tuần này thì may quá xuống điện cho em nên em ấy vậy là anh vào đây hôm thứ năm. Ờ, thứ năm rồi nghỉ lại đây. Ừ, anh ở đây. Ừ. Anh ở đây chơi. Yeah. Anh cũng biết quê em ở Nghệ An, anh cũng ở anh cũng đi làm ăn ở Nghệ An này. À, vậy đấy hả? Xong là anh sang bên nước bạn anh làm khoáng sản bên đấy. Vâng. Ừ. Rồi công việc chính mà anh đang làm là anh làm gì? Đi làm khoáng sản. Làm khoáng sản? Làm vàng. Dạ. Yeah. Làm vàng là mình ở trong cái vùng khai thác hay sao ấy? Anh ở trong vùng khai thác. À. Anh ngày trước vợ anh nó còn sống thì anh cũng đã đấu cái mỏ đấy. Vâng. Làm vợ nó mất. Thế nên nó ập vào cái là Covid nữa. Vâng. Không cho sang được vậy nên anh mới làm được mấy tháng vừa rồi. Dạ. Yeah. Là mình đứng ra làm chủ luôn. Làm chủ. Vâng. Anh thì có thằng em là nó làm chủ lớn ở đấy, còn anh thì là theo nó thôi. Còn vâng. Anh thì còn bình thường thì anh cũng làm đầm nuôi tôm rồi là buôn Trung Quốc. Rồi vậy đấy hả? Ừ, anh chứ anh có 2 xe tải đấy, vợ nó mất thì là anh cho 2 thằng em trai. Vâng. Tính ra anh cũng đa năng ấy chứ nhỉ? Ồ, anh thì anh cũng giỏi nhưng mà kiểu anh tin người quá. Vâng. Giúp đỡ người ta nhiều quá đâm ra hôm vừa rồi con cái nó ở kia nó cũng no cho nếu mà mình cũng tin bạn cái cho nó mượn nó vâng. Không chịu trả được cũng chưa đòi được chưa còn nửa tỷ nữa. Vâng. Ok, ngày hôm nay anh Nguyễn Văn Đan đi quãng đường xa như vậy xuống gặp Thành Nguyên thì anh mong muốn tìm cái mảnh ghép của mình như nào? Anh thì anh cũng trước hết là anh cũng trình bày cái hoàn cảnh của anh là giờ anh độc thân. Tuy rằng năm sau đứa con ấy mà anh ở một mình thì con cái nó cũng động viên lâu rồi. Nó cứ mà bố đi tìm đi. Rồi anh cũng nói thật là xấu hổ với con là nó đưa tiền về cho làm ăn thì là độc giúp người ta nhiều quá cho nên xấu hổ. Hôm vừa rồi anh cũng vào đây tháng trước anh định anh xuống mà anh lại bận công việc anh lại về.
tháng này anh quyết tâm anh để vào để nhờ Thành Nguyên phỏng vấn cho anh. Dạ. Yeah. Ai mà họ thương anh thì cùng với hoàn cảnh của anh ấy, thì em giúp anh. Yeah. Là anh cũng nói chung là cái kinh tế đồng tiền như thế ai cũng cần, nhưng mà với anh thì nó cũng vậy vậy thôi. Có yeah. vợ chồng là bảo ban nhau làm, anh cũng còn khỏe. Dạ yeah, dạ. Yeah. Anh cũng không có quan trọng về cái chuyện đó nhiều. Không. Lắm. Không quan trọng, hãy giàu anh cũng ấy được mà nghèo anh lo được. Ừ. Hãy giàu thì vợ chồng về lo cho nhau, mà nghèo thì anh lo cho vợ hoặc là vợ lo cho anh, thì cái đấy dạ, dạ. Con nó đêm nó điện về nó rưng rức, nó sợ bố ốm đau làm sao nó ở nước ngoài nó không về được. Dạ. Vâng. À, rồi điểm mạnh và điểm yếu của anh Đan anh chia sẻ cho em nghe nào. Anh thì nói chung mà nói anh là thương người mà tin người lắm. Anh tin từ lúc vợ anh nó còn sống rồi. Trước vợ anh nó sống xong là anh em nó cứ rủ mình vào, anh mua 10 hectare rẫy ở trên Bảo Lộc ấy, rẫy cà phê đó. Vậy thì vợ nó mất đi cái là nó con là thương hại nó mà bán. Nên là anh bán thì anh mua một cái nhà ở Thủ Đức này. Quận 9 cho con ở, vậy nên là anh cũng đi về. Anh còn một thằng con đấy thì bảo vào thì là ở với nó để lo cho nó, nên là mà quyết định là mấy đứa con gái nó bảo thôi bố vào đây thì nếu mà gặp được ai thì người ta lo cho bố, thì mai thì là bố có ốm đau ấy thì bố đi thì chúng con có trách nhiệm. Yeah. Vậy thì anh cũng quyết định lần này là kể cả anh không kiếm được ai thì anh cũng vào tiền cuối năm là anh vào, xong là qua năm là anh qua nước ngoài. Vâng. Ở qua nước ngoài với cháu tháng 6 anh về. Dạ. Yeah. Sau này mà các cô đến với anh ấy thì ở vùng miền này kia thì anh có quan trọng gì không? Anh thì tính anh cũng va bấm nhiều, vùng nào cũng được, nhưng mà phần nhiều là anh sẽ nghe theo vợ. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Nếu vợ mà ấy thì anh sẽ theo vợ và lo cho vợ, chứ yeah. vợ thì nói chung mà nói là cũng không dám lo cho mình. Nó không may ấy, nếu mà mình cứ đoàng hoàng mình sống thì mình sẽ đi trước vợ. Mà nếu mà vợ nó theo mình thì nó cũng sợ, cho nên là anh theo vợ là phần nhiều hơn. Mà yeah. anh ở trong Nam, vì con anh nó bố con cũng bàn nhau rồi là anh đi tìm người, cho nên là anh vào đấy anh ở. Yeah. Còn cái công việc làm ăn của anh đây thì cũng không cần thiết, rồi thì đi về hoặc là nói với nhau qua điện thoại. Dạ dạ dạ. Vâng. Ừ. Rồi ok anh, thì sau này mà kết nối thành công rồi thì anh tính hướng tương lai như nào, anh nói cụ thể cho em chút xíu nữa. Tương lai thì nếu hai vợ chồng có thì tốt, anh muốn là hai vợ chồng anh dù là vợ anh có thôi nữa thì hai vợ chồng cứ xây một cái tài sản riêng. Yeah. Khi nào mà anh mất trước thì coi như cái tài sản đấy của vợ, mà yeah. anh sau thì vợ lo cho anh thì sao thì sao đấy, anh rất là kể đây. Yeah. anh cũng nói với Thành Nguyên là anh xem cái kênh của chị Huỳnh Thị Nịu. Yeah. Là cũng chết chồng rồi chết mẹ, đúng hoàn cảnh của anh nghĩ nằm thương hại thì cũng thương cô ấy, mà không biết hình như là yeah. cô có lên mạng có người để sao không? Dạ. Yeah. À, chị ấy thì cũng chưa báo lại với em. À, anh thấy có lại. Mạng là có cái anh gì, à cái ông đội mũ này nói. Vâng, nói chung là người ta bày tỏ thì là nhiều, nhưng mà để mà hợp duyên hợp nở thì là chưa. Anh thì thương nói. Cái hoàn cảnh của anh là đàn ông mà anh nằm anh nghĩ là anh cũng thương chị. Yeah. Chị một mình, anh cũng một mình. Có mấy đứa em thì nó ở trong Bảo Lộc. Còn con thì ở nước ngoài hầu như hết, còn mỗi thằng con trai với một đứa gái ở đây. Một đứa gái thì cháu nó hoàn cảnh gia đình nó lại ấy, con gái cả đấy. Yeah. Nó lại cũng chia tay nhau. Vâng. Thì mình ở với nó mình cũng ngại mà. Mà mấy đứa con thì nó cũng muốn cho về ở với nhà anh ở đấy cho chị nó no.
mà rồi anh cũng không muốn, vì anh cũng đang là muốn đi lập gia đình, tìm ấy ý riêng của anh, chứ còn anh ở với con là không được. Dạ. Yeah. Nên là anh nghĩ vậy, nên nãy anh cũng thương cái thằng con trai, nên giờ nó con trai mình đấy mà giờ nó có vợ rồi, bố chồng với con râu nó phức tạp, mà anh lại nói chung là nhìn anh cứ tưởng tượng anh còn trẻ. Dạ dạ dạ. Nên anh quyết định là nếu không lấy vợ mà anh nhiều đất, chung nhà em nhà anh nó chung nó mua nhiều đất đó, anh thích ở đâu anh ở, còn nếu mà không nữa thì anh theo vợ, chủ yếu là theo vợ yeah. thích ở đâu nào. Thì bây giờ nếu như vợ có nhà, có điều kiện đó thì mình về bên đó. Ừ. Còn nếu không có thì mình lấy cái đất đó, mình cất nhà rồi mình ở. Rồi, ok. Để cái đấy. Vâng. Yeah. Rồi, ok anh. Thì Thành Nguyên cứ ghi nhận những cái tâm tư, những nguyện vọng của anh Nguyễn Văn Đan ở đây. Rồi. Sau ngày hôm nay thì có cô nào đó mà thấy anh dễ thương, dễ mến mà thấy phù hợp đó, thì Thành Nguyên sẽ bắt cái nhịp cầu qua cho anh. Ừ. Còn nếu không thì anh xem trên kênh của Thành Nguyên, anh thấy ai đó mà anh ưng bụng đấy, thì lúc đó cứ gọi lại cho Thành Nguyên rồi mình lấy số thôi. Ừ, em ghi số của anh lại để anh dạ, cái số giúp em thì anh trong hợp trong cái hồ sơ đấy có rồi. Ừ. Dạ. Ừ. Rồi ok anh, thì cuối chương trình anh Đan có điều gì đó muốn nhắn gửi đến cho quý khán giả vài điều. Thôi, anh thì cũng hết là cảm ơn Thành Nguyên. Thứ hai là các khán giả đinh phỏng vấn cho anh, thì tính thì hiền lành, thương người, dạ. dễ tin. Giờ này nếu mà ai mà có lòng thương thì em giúp anh. Yeah. Anh chào vợ chồng Thành Nguyên, chào khán giả rồi. Okay.